Phương, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long đã tổ chức chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2024. Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2024 sẽ tuyên dương các giáo viên công tác tại các điểm trường lẻ ở những xã khó khăn thuộc khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các trường thuộc huyện đảo và đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo, giáo viên dạy học sinh khuyết tật ở các cơ sở thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tham gia công tác xóa mù chữ, giáo viên các trường, trại giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý. Các thầy cô giáo được tuyên dương có tư cách đạo đức, lối sống tốt, có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục, có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến, các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp từ 3 năm trở lên. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 8 tới ngày 1 tháng 10 năm 2024 tại Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ tuyên dương chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2024 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.